Chào em, hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho em ôn tập bài 3, dấu của nghi thức bậc nhất. Trước hết, chúng ta nhắc lại phương pháp giải một số dạng bài tập về dấu của nghi thức bậc nhất. Một là các bước xét dấu một nghi thức bậc nhất. Bước 1, các em tìm nghiệm của nghi thức. Bước 2, chúng ta lập bảng xét dấu nghi thức. Phần xét dấu này dựa vào định lý dấu của nghi thức bậc nhất. Bước 3 là kết luận. Dạng bài tập thứ 2 là xét dấu biểu thức fx là tích thương các nghi thức bậc nhất. Bước 1, các em tìm nghiệm của từng nghi thức. Bước 2, lập bảng xét dấu của biểu thức fx. Và bước 3 là kết luận. Dạng bài tập thứ 3 là giải bất phương trình tích, bất phương trình chứa ẩn ở mẫu. Bước 1, các em đưa bất phương trình về dạng fx lớn hơn bằng 0 hoặc fx nhỏ hơn bằng 0. Bước 2, tìm nghiệm của từng nghi thức. Bước 3, lập bảng xét dấu biểu thức fx. Và bước 4, kết luận nghiệm của bất phương trình. Chúng ta đi vào xét ví dụ thứ nhất. Xét dấu các cái biểu thức sau. Phần A, biểu thức fx bằng trừ 2x cộng 6. Ở phần này, các em cũng làm như các bước xét dấu nghi thức bậc nhất. Bước 1, các em đi tìm nghiệm của nghi thức được x bằng 3. Bước 2, lập bảng xét dấu. Từ bảng xét dấu, các em có thể kết luận fx lớn hơn 0 với mọi x thuộc khoảng từ âm vô cùng đến 3 và fx nhỏ hơn 0 với mọi x thuộc khoảng từ 3 đến dương vô cùng. Ví dụ B, xét dấu biểu thức gx bằng trừ 2x cộng 3 nhân với x trừ 2 nhân với x cộng 4. Ở phần này, các em cũng tìm nghiệm của các nghi thức, sau đó lập bảng xét dấu gx dưới dạng thu gọn. Để lập bảng xét dấu gx, các em sắp xếp các nghiệm của nghi thức theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Sau đó chúng ta xét dấu của A. Dấu của A ở đây sẽ bằng tích của các cái A của nghi thức bậc nhất. Và khoảng ngoài cùng bên tay phải, các em xác định được trên bảng xét dấu sẽ luôn luôn cùng dấu với hệ số A. Do các nghiệm của nghi thức là không có nghiệm nào giống nhau, nên các dấu chúng ta sẽ trong các khoảng còn lại, các em sẽ xét dấu xen kẽ. Và cuối cùng, các em sẽ có phần kết luận tương tự như ví dụ A. Ở ví dụ C, các em làm tương tự như ví dụ B. Tuy nhiên, khi lập bảng xét dấu hx, các em cần chú ý. Với x bằng 1 và x bằng âm 2, thì mẫu của hx là sẽ bằng 0, do vậy hx không xác định. Còn phần xét dấu và phần kết luận, chúng ta làm tương tự như ví dụ B. Chúng ta tiếp tục với ví dụ 2, giải các bất phương trình sau. Phần A, x mũ 3 trừ 9x nhỏ hơn 0. Ở phần này, các em biến đổi bất phương trình về dạng bất phương trình tích. Sau đó, chúng ta xét dấu vế trái của bất phương trình tương tự như ví dụ 1. Kết luận, chúng ta sẽ có bất phương trình có tập nghiệm là T bằng khoảng từ trừ vô cùng đến trừ 3 hợp với khoảng từ 0 đến 3. Ở ví dụ B, đây là bất phương trình chứa ẩn ở mẫu. Các em biến đổi bất phương trình được phép chuyển vế, đổi dấu và quy đồng. Nhưng các em lưu ý không được cử mẫu của bất phương trình. Sau đó các em xét dấu vế trái của bất phương trình tương tự như ví dụ A. Trong quá trình lập bảng xét dấu, vì bất phương trình của ta lấy dấu lớn hơn hoặc bằng 0, nên khi kết luận nghiệm, các em chú ý chúng ta lấy giá trị x bằng 2 nhưng không lấy giá trị x bằng 1. Vì vậy, bất phương trình có tập nghiệm là T bằng nửa khoảng từ 1 đến 2. Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em phương pháp giải một số dạng bài tập cơ bản về dấu của nghi thức bậc nhất. Về nhà, các em làm các bài tập tương tự trong phiếu bài tập số 4, tuần từ mùng 9 tháng 3 đến 15 tháng 3. Xem trước cho cô bài bất phương trình bậc nhất hai ẩn và làm thêm một số bài tập về giải các bất phương trình.